Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Hôm qua thì mình mới review con Poco M3 Pro 5G với mức giá cực kỳ thơm. Anh em biết là nó bán lên Lazada với mức giá là 4,2 triệu đúng không? Nhưng có nhiều anh em mua được với mức giá chỉ có 3,8 triệu thôi. Trời ơi, 3,8 triệu cho con 5G này, 90Hz này, hiệu năng tốt này, pin trâu này. Thực sự nhá, con Poco M3 Pro 5G nó đã quá là ngon rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó thì mới đây nhất Poco đã cho ra mắt sản phẩm Poco M4 Pro 5G. Và mình nghĩ đó chính là cái lý do lớn nhất tại sao con Poco M3 Pro 5G nó giảm giá sát đít đến như vậy. Rồi, chúng ta trong video này cùng nhau tìm hiểu xem con Poco M4 Pro 5G thì nó sẽ có gì hay. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những sản phẩm điện thoại của nhà Xiaomi với mức giá tốt nhất như là các sản phẩm Redmi 10 đang có mức giá chỉ loanh quanh dưới 4 triệu hay là những sản phẩm trong tầm giá 5 triệu, 6 triệu đến từ nhà Xiaomi hoặc là trong tầm giá 7 đến 9 triệu của nhà Xiaomi như là con Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G được tặng luôn cái vòng cổ ba củ thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sephonet thông qua đường link ở phần mô tả video này nhé. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, và như vậy thì ngày hôm trước Poco M4 Pro 5G đã được chính thức cho ra mắt. Thực ra thì đây gần giống như là một cái phiên bản đổi tên của cái sản phẩm Redmi Note 11 các bạn ạ. Tại vì các bạn ấy, là trước đây thì Xiaomi cũng hay chơi cái trò này trên con Redmi 9T và cũng như là con Poco M3. Các bạn thấy không? Là cấu hình này, màn hình này, tất cả mọi thứ của nó đều tương đương. Nó chỉ tinh chỉnh một vài cái camera hoặc nó chỉ tinh chỉnh một vài linh kiện thiết kế mặt sau thôi. Thực sự là con Poco M4 Pro 5G này nó cũng như vậy các bạn ạ. Với một thiết kế thì gần giống như là Poco M3 Pro 5G thì chúng ta sẽ có cụm camera rất là lớn ở ngay phía trên và nó sẽ nằm trong một cái cụm màu đen nhìn cực kỳ là độc đáo các bạn ạ. Và cụm camera này thì nó cũng tương tự như là cái sản phẩm Poco M3. Chúng ta sẽ có 4 ống kính, trong đó thì các bạn sẽ có cảm biến chính là 50 chấm. Các bạn sẽ có camera góc rộng, các bạn sẽ có camera depth để đo độ sâu trường ảnh, có camera hỗ trợ khả năng chụp ảnh macro đó. Và với cụm camera này thực sự nhá, số chấm thôi, chứ chất lượng chụp ảnh của nó thì mình đã test trên một vài con Xiaomi có camera 50 chấm rồi, mình thấy rằng là nó cũng không được ngon cho lắm. Ok, và con này thì sẽ có tổng cộng là có 3 màu sắc Poco Yellow này. Chúng ta sẽ có Power Black này, là sức mạnh màu đen này, hay là đen sức mạnh này, kiểu thế. Rồi là Cool Blue, tức là một cái màu xanh nhẹ nhàng gì đó. Và ngoài ra nhé, những điểm khác của con Poco M4 Pro 5G này thì cũng khá là ngon trong tầm giá. Khi mà chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6,6 inch, độ phân giải của nó là Full HD và chúng ta sẽ có tần số quét màn hình là 90Hz các bạn ạ. Thực sự đây là một cái điểm cộng trong cái tầm giá chỉ loanh quanh một chút nữa mình sẽ nói. Đó. Và ngoài cái tần số quét màn hình cao thì con này cũng có tần số chạm màn hình rất là khủng. Khi con này sẽ có tần số chạm của nó là 240Hz. Nói chung ạ, đây là một chiếc máy mà mình nghĩ rằng là tần số chạm của nó phải gọi là cực kỳ tốt luôn. Và với cái màn hình này thì nó cũng sẽ hỗ trợ giải màu là DCI P3. Nhưng về cái chất lượng hiển thị thì thực sự là mình chưa bao giờ kỳ vọng tốt vào một cái màn hình IPS đến từ nhà Xiaomi, vì chất lượng hiển thị của những chiếc điện thoại Xiaomi mà dùng màn hình IPS trong tầm giá 6 triệu đổ lại thì mình thấy rằng là nó hơi kém. Đến với những điểm tiếp theo thì con Poco M4 Pro 5G này thì gần như nó bê nguyên tất cả cái hiệu năng của con Dimensity 810 trên con Redmi Note 11 sang. Khi chúng ta sẽ có cho mình là con chip Dimensity 810 này. Ngoài ra thì nó còn có cho mình những nhiều rất là nhiều các option cấu hình khác nhau để chúng ta lựa chọn. Và một cái điểm đặc biệt trong cái lễ ra mắt của nhà Xiaomi là Xiaomi sẽ bổ sung thêm công nghệ RAM ảo để chúng ta tăng cái mức dung lượng RAM lên một cái mức cao hơn, giúp chúng ta chạy đa nhiệm một cách tốt hơn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đây là một cái yếu tố mang tính chất là marketing thôi. Chứ thực ra cái RAM ảo này thì hồi xưa anh em mình đã swap RAM từ rất là lâu rồi, lấy RAM từ bộ nhớ sang để cho máy nhiều RAM hơn ấy. Thực ra thì mình thấy rằng là 6GB RAM hay 8GB RAM đã đủ rồi. Và cái việc mà chúng ta swap RAM như vậy chả có tác dụng gì cả và nó cũng chả thêm tăng và nó cũng chả tăng thêm sức mạnh cho máy đâu. Nên là các bạn nếu mà có mua máy này thì cũng đừng có dùng chức năng này làm cái gì. Và với con chip Dimensity 810 thì thực sự là mình chưa có video trên tay và trải nghiệm với con chip này. Nhưng mà khi mà có nó thì mình cũng sẽ làm những cái video trải nghiệm cho anh em hãy chờ đón nhé. Ok, và với con Poco M4 Pro 5G này thì nó sẽ được trang bị cho mình viên pin là 5000 mAh. Và con Poco M4 Pro 5G thì sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh là 33W. Nói chung là tất cả những spec của con Poco M4 Pro 5G đều rất là tốt. Và với con Poco M4 Pro 5G thì nó cũng sẽ là có hệ thống loa kép luôn các bạn ạ. Nói chung đây là một chiếc máy mà
gần như rất là toàn vẹn trong cái phân khúc giá. À chết, mình quên mất là chưa nói phân khúc giá của con này là bao nhiêu. Thì theo như những thông tin mà lộ ra ấy, thì có thể Xiaomi sẽ bán con Poco M4 Pro 5G này tại Việt Nam với mức giá chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 triệu mà thôi. Và thực sự là 4 đến 5 triệu với option cấu hình như vậy. Và nếu anh em căn những đợt sale mà mua được với mức giá dưới 4 triệu như là con Poco M3 Pro 5G thì mình thấy rằng là đây là một con máy quá ngon luôn. Các bạn nghĩ sao về con máy này? Còn đối với cá nhân mình nhé, mình nghĩ rằng là đây là một con máy rất ngon và sắp tới thì nó sẽ được cho ra mắt tại Việt Nam thôi. Tại vì truyền thống của nhà Poco thì trước giờ tất cả những sản phẩm của nhà Poco đều mang về Việt Nam hết, và chắc chắn luôn là con M4 Pro 5G này sẽ không hề ngoại lệ. Mình rất chờ đón một cái video mà mình có thể trên tay và đánh giá về con Poco M4 Pro 5G. Ok, video của mình thì xin tạm dừng ở đây. Nếu anh em cảm thấy hay, đừng quên để lại một like và subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye bye anh em.